Bạn đang có nguyện vọng học nghề, bạn mong muốn trở thành học viên của trường dạy nghề Thanh Xuân, bạn đang băn khoăn vì ở xa, không đến trực tiếp nộp hồ sơ nhập học được. Đừng lo lắng, trường dạy nghề Thanh Xuân đã triển khai nhập học online để hạn chế việc di chuyển và tiết kiệm chi phí đi lại cho phụ huynh và học sinh. Bạn có thể nhanh chóng trở thành học viên của dạy nghề Thanh Xuân theo hai cách sau. Cách thứ nhất, đăng ký trên website của dạy nghề Thanh Xuân. Bước 1, các bạn truy cập vào link sau dạynghe.org/đăng-ky-hoc-nghe.html. Bước 2, các bạn nhập đầy đủ thông tin, bao gồm họ và tên, chọn nghề đăng ký học, số điện thoại, địa chỉ và nhập mã, sau đó nhấn nút đăng ký. Cách thứ hai, bạn truy cập vào ứng dụng Zalo, thêm bạn bằng số điện thoại, nhập số điện thoại 0964 587 588, ấn tìm và ấn kết bạn. Sau đó gửi hình ảnh chụp mặt trước và mặt sau chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân của bạn vào mục tin nhắn. Trường dạy nghề Thanh Xuân sẽ chủ động liên hệ với bạn ngay sau 60 phút kể từ khi nhận được thông tin đăng ký. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho bạn trong việc nhập học online tại trường dạy nghề Thanh Xuân. Nếu các bạn cần tư vấn thông tin chi tiết hơn, hãy gọi ngay đến số hotline 0964 587 588 hoặc truy cập website dạynghe.org đăng ký để trở thành học viên dạy nghề Thanh Xuân ngay hôm nay.